Hổ UFO, phông màu vàng đặc trưng cho hổ với biểu tượng đầu hổ bên vai, hoa văn vằn vện của nó trên khắp cơ thể của Bill. Khả năng chính của chiếc bottle này là tạo những đòn chém cực mạnh từ móng hổ, một vùng sát thương cực kỳ lớn và tạo những nguồn năng lượng khổng lồ dọn dẹp những chiến trường với đông đúc kẻ thù. Phần UFO có khả năng tạo một UFO giúp Bill trượt lên nó và tạo thành một vũ khí bay của anh. Chiếc UFO này khi sử dụng đòn Final Attack còn khả năng hút kẻ thù vào bên trong và nhả chúng ra để tạo sát thương cực lớn. Khi kết hợp cả hai để thực hiện Void Attack, anh sẽ bay vòng quanh kẻ thù bằng sức mạnh của UFO và ra hàng loạt cú chém từ Tora tấn công áp đảo một Kauru cực mạnh như Kauru ở thời điểm đó.